Rồi, mình xin chào các bạn nha. Sáng sớm vợ mình nấu nui, nấu nui mình nấu chay. Cứng như mà nêm nếm được xong hết, bỏ đồ xong hết rồi mới nuôi vô. Bữa nay nhà mình đang nuôi chay nha. Nuôi chay không phải là nuôi gái, không phải là mẹ nuôi, mà là nuôi chay. Nghe ghê ghê hả? Nuôi chay. Chai người kêu cái gì đây nè, không tự nhiên tôi quên nè, ngấu ngấu gì giống như quấn 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 vô kè vô bọc ni lông nên người ta hấp chai lụa vậy. Ừ, nó giống như chai lụa vậy. Nuôi chai tới một tờ lận là... chai ăn sáng. Rồi, lại xong buổi sáng. Món này dành cho chị em phụ nữ. Nam không ăn được, nuôi chay rồi. Này là nuôi chay, không phải nuôi gái. Nên miếng tương ớt nha, còn có ớt nó hơi the the nữa nha. Thập trần ngon dữ này ha. Nuôi chay mà ngon, có cái ăn vô bụng nó nhẹ chứ nó không có nặng giống như mặn. Ăn chay nó nhẹ ăn vô thấy không? Ừ đúng rồi, cái chữ chay nó đâu có dấu nặng đâu, chữ mặn nó mới có dấu nặng. Phải rồi. Mặn đấy nè. Vậy không được cho vậy. Đâu có chai bắp miệng ngọt à. Ừ. Cái bông này nó cũng thơm quá, mình cũng không biết bông gì luôn, cái mùi nó giống như bông lài nhưng mà không phải.
Bữa nay mới vừa nở ra một đàn gà con đó các bạn. Gà con rất là thích cưng. Cái chút tít ha. Mới đẻ ra là biết ăn rồi. Nu. Mình cứ hụ nó đi cho nó ăn luôn. Bữa nay thì nhà mình nấu chè nha, gầm mà nấu chè để cho má mình, má vợ mình cúng. Bữa nay nấu chè đơn giản đó chính là chè đậu xanh nè. Đậu xanh này là đậu xanh bể à, mình nấu với lại bột khoai, bột bán. Cái này là bột khoai. Có nhiều bạn hỏi lúc trước mình nấu cái chè khoai lang là cái bột này bột gì nè. Cái hộp tròn tròn là bột bán nha. Với lại một trái dừa nữa. Trái dừa này nãy mình gọt xong mình rớt xuống cái miếng đan nó bụp rồi, bể rồi. Trái dừa này nó có cái mọng nhỏ này rất là ngon, rất là ngọt ha. Cái mọng bự thì nó hơi dầu mình ăn được, nhưng mọng nhỏ này rất là ngọt. Rồi đậu xanh sau khi mình vo rồi mình sẽ bắt lên. Mình bắt tí nước thôi, hồi mình bỏ nước cốt dảo vô nữa. Giờ mình sẽ lấy cái mọng dừa này ra cho mấy đứa nhỏ ăn, rồi mình sẽ nạo dừa để dắt nước cốt. Đầu tiên là mình sẽ khoét. Khoét ngay đây cho nó rớt cái mọng ra. Rồi, mọng này đã ăn đã nè. Mấy quyển đăng ký rồi đó. Mọng dừa rất là thấy cưng. Nguyễn ơi. Bây giờ trước khi ăn chè thì phải nạo một trái dừa. Nu. Ra đây làm gì? Trời ơi. Hai con nó xé vỏ dừa. Bốn con lận nhưng mà mình cho con cái gì năm hết, con chó bốn mắt rồi. Còn lại ba con. Gì đó Mai.
Ăn no rồi làm gì đó hả? Gãy lưng hả? Quay lưng, gãy lưng nè. Ăn no rồi ngủ đi. Rồi hồi nãy mình đổ vô miếng nước mới này, đậu xanh nở ra hết rồi. Rồi dắt thêm nữa. Cái này mới có nước nước thứ hai à. Còn dắt nước thứ ba, thứ tư cho nó đầy lên cỡ đây. Rồi mình bỏ, còn bỏ cái này vô nữa. Chè này đơn giản nhưng mà ngon lắm. Mình có thể bỏ đập hột gà, khi mà nó chín đập hột gà bỏ vô này cũng rất là ngon. Hột vịt cũng được. Cái này là cái phần bọt đó là nước cốt nha các bạn. Mình vớt là hết béo luôn đó. Thay cái đậu của mình giờ nó nở ra nè. Nở rồi bỏ bột phai bột bán vô. Bây giờ cái chè của mình nó, cái bột khoai bột bán nè, nó cũng đã mềm hết rồi. Giờ mình bỏ đường vô. Mình bỏ đường cho nó ngọt vừa mình ăn thôi. Rồi cái bình nè, đây này là muối cục, bỏ vô miếng muối cục. Dằn vô chút muối cho nó ngọt đậm đà hơn. Này cái khấu tay á, nào mình tắt bếp á, gần tắt bếp mình ha, bỏ vô. Rồi mình bỏ cái này là sau cùng đây. Rồi đầu mình chế nước cốt nhất vô rồi tắt bếp. Rồi bây giờ múc chè ra đem cúng. Rồi hẹn gặp lại buổi chiều nha. Chiều cho nó nguội rồi mình mới ăn.
Bây giờ là trời tối thui rồi đó, rồi đó các bạn. Ở nhà chắc ăn hết rồi. Cái này vợ mình bỏ tủ lạnh này, vợ mình cũng ăn một miếng rồi. Trong tất cả các loại chè này mình thường ăn nhất. Nó không có màu sắc gì hấp dẫn hết trơn ha. Tại vì cái bột khoai này mua nó không có màu, bột khoai trắng không. Béo thơm. Còn một thau chè ở trong tủ lạnh. Hồi sớm cúng giờ cái sớt ra cho một thau vậy đó. Hôm nay chị Hai chỉ khai trương bàn mới mà không có con gà nào hết trơn nha. Lên tương 14 tương à. Hai chương bài mới mà ông tư rồi mình đã quất hết tô chè rồi, mình hẹn gặp lại các bạn nha. Mẹ với má Hai đó. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.